Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đang diễn biến với nguy cơ rất cao. Vì vậy, các đơn vị địa phương cần phải tập trung ứng phó, ngăn chặn các chuỗi lây nhiễm, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua, ngày 13 tháng 12. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố cùng lãnh đạo các quận huyện. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý tình hình dịch đang ở nguy cơ rất cao và đã lây nhiễm sâu trong cộng đồng. Nhiều điểm có nguy cơ cao cần phải lưu ý, nhất là chợ, khu công nghiệp, bệnh viện. Trong bối cảnh hiện nay thì việc khoanh vùng, truy vết nguồn lây cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, phải đánh giá tổng thể, nhất là ngành y tế và các địa phương, cần đánh giá đúng cấp độ và huy động lực lượng để áp dụng biện pháp phù hợp nhất để ngăn chặn và kiểm soát các chuỗi lây nhiễm. Tôi đề nghị là đánh giá lại từng phường, trên cơ sở đó quận đánh giá tình hình đó và ngành y tế là phải đánh giá một cách tổng thể. Tôi đề nghị trong đánh giá, các đồng chí cần phải làm cho nó rõ, đó là cái việc mà hiện nay chúng ta áp dụng các cái biện pháp về công tác phòng chống dịch trên địa bàn của từng quận huyện và phường xã còn phù hợp với tình hình mới không? Tôi đề nghị là trước mắt các đồng chí tập trung chỉ đạo dập các cái ổ dịch và các cái điểm nóng theo một số các cái phương pháp truyền thống, tập trung khoanh vùng, truy vết, vân vân. Cái này được bài thì chúng ta quá thuộc rồi. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đảm bảo đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng tuyến đầu, dập triệt để ổ dịch của công ty Magic, khu công nghiệp Hòa Khánh, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc để lây lan dịch ra cộng đồng. Ngành y tế cần sớm thành lập trạm y tế lưu động ở các khu công nghiệp, tập trung lực lượng, bảo vệ những người có khả năng lây nhiễm bệnh cao, dễ chuyển nặng, vận động đối tượng này tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thay đổi quan điểm xét nghiệm, tập trung tổ chức xét nghiệm tại điểm nóng, nghiên cứu việc lấy kết quả test nhanh để khẳng định người mắc COVID-19. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân và xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, qua thực tế đánh giá số ca bệnh tăng, ngành y tế và các địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai việc cách ly F1 cũng như điều trị F0 tại nhà. Chúng ta đều phải hướng tới, nha, ngành y tế và các đơn vị phải có phương án để thực hiện cái việc điều trị F0 tại nhà. Bởi vì đến một lúc nào đó, báo cáo của đồng chí là nó sẽ vượt lên cái ngưỡng. Chúng ta phải dự báo cái tình huống đấy và buộc chúng ta phải tổ chức cái việc điều trị F0 tại nhà. Kích hoạt và đưa vào hoạt động các cái trạm y tế lưu động phục vụ cho cái việc các cái hoạt động về cách ly F1 và F0 tại nhà. Bây giờ chúng ta đã tập huấn hết rồi thì tôi đề nghị là kích hoạt lại hết và chính thức đưa vào hoạt động để tới đây chúng ta thực hiện. Thì bởi vì phải có lực lượng và anh em phải thao tác ở dưới địa phương đi thì lúc đấy nó mới quen việc được. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị địa phương căn cứ theo thực tiễn diễn biến dịch, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chủ động quyết định các vấn đề liên quan, không máy móc dẫn đến chậm trễ. Với số ca mắc tăng cao, công tác điều trị càng được chú trọng. Khi xác định F0 thì chúng ta phải đánh giá cái mức độ đánh giá mức độ nhiễm của họ như thế nào, để rồi chúng ta quyết định cái việc là F0 tại nhà hay là F0 có đi điều trị tại cơ sở y tế. Nhưng mà để F0 tại nhà được thì các đồng chí quan tâm mấy cái điều kiện như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải đi thêm những cái điều kiện tối thiểu tại cái nhà của họ như thế nào. Thứ hai là phải có cán bộ giám sát theo dõi cái vấn đề này, có cái hướng dẫn để gửi cho họ, rồi chúng ta vẫn cũng phải có một cái túi thuốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng thống nhất thiết lập thêm bệnh viện dã chiến tại khu ký túc xá trên đường Hà Văn Tín, quận Liên Chiểu. Đề nghị ngành y tế bổ sung đủ phương tiện, sinh phẩm cho công tác phòng chống dịch từ thành phố đến cơ sở, không để bị động, xây dựng lại phương án xét nghiệm phù hợp thực tế hiện nay, đảm bảo hiệu quả. Các quận huyện tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc thực hiện 5K, đẩy mạnh kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch.